Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem, bắt đầu tập 339 nha. Tuyết lăng bắc mà nói, để cho tuyết phú quý buồn cười đến vỗ vỗ đối phương bả vai, nói hưu nói vượn cái gì đó đâu, ta đương nhiên là ngươi huynh trưởng, chỉ là gần đây tập võ, hơi có chút biến hóa. Có thể nhìn thấy ngươi còn sống, ta thật là cao hứng. Tuyết phú quý vừa nói, nguyên bản bành trướng thân thể cũng là khôi phục lại, hóa thành nguyên bản mập mạp bộ dáng mà trên mặt hắn tâm tình vui sướng, căn bản không ức chế được. Cảm thụ được thập đệ còn có chút suy yếu, tuyết phú quý vội vã lấy ra một cái màu xanh trái cây, phía trên mang theo chấm trắng Madara. Trước ăn, quẩn dưỡng thân thể, thoải mái một ít. Tuyết phú quý đem trái cây nhét vào thập đệ trong miệng, bản thân cũng là lấy ra một cái, ăn. Nuốt qua đây màu xanh trái cây, tuyết lăng bắc cảm giác khắp toàn thân thanh thanh lương lương, cực kỳ thoải mái. Hắn bị nhốt tại trận pháp này bên trong, cả người giống như dùng lửa đốt trước mắt quả nhiên thoải mái rất nhiều. Tam ca, ngươi cái này tập võ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Thông thả lại sức, tuyết lăng bắc tò mò hỏi. Nhìn thấy mình huynh trưởng hôm nay thay đổi lợi hại như vậy, hắn là từ trong thâm tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Ha ha ha, cái này coi như nói rất dài dòng rồi. Tuyết phú quý suy nghĩ một chút, bắt đầu miêu tả một hồi trong khoảng thời gian này cái khác trải qua. Tuyết lăng bắc bên này chính là lặng lặng lắng nghe, chỉ là càng ngay càng cảm thấy kinh hãi, không muốn đến huynh trưởng mấy năm nay trải qua sự tình cư nhiên như vậy phức tạp. Cũng may, hết thảy các thứ này đều chịu đựng nổi, rắc rắc. Trong trẻo tiếng vỡ nát, bỗng nhiên là vang dội lên, toàn bộ màu máu trận pháp đang không ngừng lắc lư bên trong. Tuyết phú quý ngẩng đầu lên, hướng phía vùng trời nhìn sang, phát hiện kia bị trong trận pháp gắt gao phong bế nam nhân, trên thân không ngừng có khí tức chấn động mà ra, bạch trong nháy mắt kế tiếp trận pháp kia ngay chính giữa nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra khắp toàn thân khí tức ầm ầm bạo phát bao phủ tại cả thế giới toái phiến trong phạm vi khổng lồ màu máu trận pháp tại này cổ lực lượng phía dưới hoàn toàn sụp đổ bị phong khốn tuyết ra đời trước bốn người tính cả đến tuyết lang bắc đều là thành công thoát vây không muốn tiếp tục bị đến trói buộc hưu bị phong khốn nam nhân thân hình trong ánh lấp lánh chính là đi tới thấp nhất bên cạnh trên đỉnh núi đứng ở tiêu thiên bọn hắn cách đó không xa thấp nhất tuyết phú quý cũng là vội vã mang theo thập đệ đi theo bắn tung tóe lên trời trở lại tiêu thiên bên cạnh của bọn hắn không chỉ như thế tuyết ra đời trước bốn người khác cũng là đi theo thoát vây mà ra đi đến nơi này tề tụ cùng nhau thoát vây vị này tuyết ra thiếu đế tóc dài bay lượn nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi tuấn giật mặc dù là bị nhốt nhiều năm như vậy vẫn như cũ khí chất tiêu sái vung tay lên một cái chính là một cái trường bào màu xanh nước biển xóa trong người bên trên mà phương xa kia tỏa ra không tục khí hơi thở cái quốc cũng là rơi vào trong tay hắn. Triệt để, thất bại, té xuống đất tuyết gia lão tổ tuyết nghĩa thiên nhìn trước mặt tuyết chấn thiên toàn thân run rẩy. Tiêu thiên bọn hắn và người khác cũng là hiếu kỳ nhìn đến trước mặt tuyết chấn thiên. Tuyết thị tông tộc thiếu đế hơn 500 năm trước kia một đời thiên tài siêu cấp lúc này thoát vây hiện ra ở trước mặt mọi người. Tuyết nghĩa thiên ta là có chỗ nào bạc đãi ngươi sao? tuyết trấn thiên bước qua đây đứng tại kia tuyết gia lão tổ trước mặt biểu tình rất tĩnh lặng giọng điệu bình thường tựa hồ cũng không có nổi giận ngồi sập xuống đất tuyết nghĩa thiên đôi môi run rẩy nhìn đến trước mặt tuyết trấn thiên không có lên tiếng ngươi là một cái trẻ ăn mày bị phụ thân nhặt được ở lại bên cạnh của ta người hầu tuyết trấn thiên đưa tay sửa sang lại tóc một bên chậm rãi mở miệng ngươi mặc dù là bộc phụ thân lại đem ngươi coi nửa cái nhi ta cũng đem ngươi so sánh đệ đệ tài nguyên tu luyện ta phân cho ngươi, tu hành cảm ngộ ta tự mình dạy dỗ ở tại ngươi. Vì sao phản ta? Đứng ở bên cạnh tuyết phú quý, tâm thần chấn động. Tuyết gia lão tổ tuyết nghĩa thiên, tên là tuyết nghĩa thiên. Bản thân chỉ là tuyết thị tông tộc thiếu đế tuyết chấn thiên bên cạnh người hầu nô bộc. Chân tướng tựa hồ đã hiện ra ở trước mặt của mình. Chỉ là vì sao người có kỳ dị mùi trái cây tuyết phú quý nghiêng đầu lại phát hiện bên cạnh tiêu thiên không biết lúc nào đã mang theo chu nguyệt hành xách cái ghế ngồi ở đó chu nguyệt hành thật to tay gấu bẻ thứ tám hoang hùng yêu nhất tộc đặc sản tông nước hoa dưa liền nứt ra thành hai nửa đưa cho bên cạnh tiêu thiên tiêu thiên đang vừa ăn xong một khối nhìn thấy tuyết phú quý nhìn đến mình liền đem dưa lại đẩy ra ngoại công ăn dưa sao tuyết phú quý lúc này té xuống đất tích nghĩa thiên cười lạnh hai tiếng ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trấn thiên lời nói dễ nghe như vậy đến cùng ta chẳng qua chỉ là nhất giới nô bộc mà thôi tại các ngươi tuyết thị tông tộc sách bên trên ta chỉ là các ngươi tuyết gia nô cái gì nửa cái nhi cái gì làm huynh đệ chẳng qua chỉ là ngoài miệng êm tai mà thôi ta chuyên cần cần cù miễn thay các ngươi làm nhiều chuyện như vậy bận trước bận sau nhưng mà đây tại trong miệng người khác ta vẫn như cũ ngươi tuyết trấn thiên bên cạnh một đầu chó ngoan a à. tuyết trấn thiên nhìn đến tích nghĩa thiên cho nên ngươi nghĩ rằng ta chính là cái gì đem cái kia học cung thánh tử đánh gần chết buộc hắn học chó sủa ngươi cho rằng lần đó bí cảnh ta sức một mình cùng tất cả cùng thế hệ là địch không tiếc mọi thứ đánh bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rốt cuộc là vì ai hả giận tiết nghĩa thiên sừng sốt một chút xõa trắng bệch tóc dài xốc xếch phiêu đãng lâu đời ký ức tựa hồ giống như là thủy triều kéo tới kỳ quái vì sao mình biết quên mất đây rõ ràng tuyết chấn thiên kia lỗ mãng hành vi sau lưng thật giống như thật sự là vì mình cộc tuyết chấn thiên run tay một cái một tấm lập lòe linh khí sáng bóng khế ấn tờ giấy rơi vào tiết nghĩa thiên trước mặt tiết nghĩa thiên nhìn đến đây tung bay ở trước mặt tờ giấy toàn thân rung mạnh đây vậy làm sao sẽ tiết nghĩa thiên cầm lấy tờ giấy này tay run rẩy phụ thân đã xóa sạch ngươi nô tịch đem ngươi đưa vào tuyết thị tông tộc từ đường trở thành nghĩa tử của hắn về phần ta là gì cầm lấy cái này, đó là vì cùng người ta tỏ thái độ. Vậy lần bí cảnh thí luyện, ngươi không phải cùng đối phương hỗ sinh tình cảm, mười phần thích không? Cho nên, kia ngày ta mang theo ngươi xuất phát, chính là đi thay ngươi cầu hôn, hơn nữa nói cho người ta, ngươi chính là huynh đệ của ta tuyết nghĩa thiên, mà cũng không nô bộc tuyết nghĩa thiên. Kết quả là tại cái này nửa đường, ngươi cấu kết giấu võ tướng ta bắt đi, vây nhốt ở cái địa phương này muốn tước đoạt huyết mạch của ta mở ra tổ tiên đại đức đế ở đó chút hư không chiến trường bố trí đạo giới giới hạn ngươi càng đem nàng cưỡng ép bắt đi khóa ở cái thế giới này toái phiến bên trong cuối cùng sầu não uất ức không bệnh tật mất ngươi càng là cướp đoạt máu tươi của ta để cho nhân sinh bên dưới ta dòng dõi vì ngươi hậu bối phục vụ hơn nữa chọn sau đó gia nhập trận pháp cướp đoạt huyết mạch vừa nói tuyết trấn thiên vươn tay ra đem tích nghĩa thiên trong tay tịch sách đăng ký đoạt lại tích nghĩa thiên vươn tay ra muốn bắt trở lại lại bắt hụt ngẩng đầu lại nhìn thấy tuyết chấn thiên biểu tình lạnh nhạt không có phẫn nộ không có thất vọng không có bất kỳ tâm tình cũng không có tâm tình so với có cảm xúc càng đau đớn Tuyết nghĩa thiên trái tim xoẹt tuyết chấn thiên đem kia tịch sách đăng ký xé nát ngôn ngữ băng lãnh bình tĩnh nói ta hối hận ngươi không xứng làm huynh đệ ta Tuyết nghĩa thiên ngồi sập xuống đất đông tử co giúp lại tuyết nghĩa thiên không hẳn gọi là tiết nghĩa thiên lúc này đang ngồi sập xuống đất đôi môi này động không thể nào, ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang cố ý lừa gạt ta. Hắn căn bản không muốn tin tưởng tuyết chấn thiên nói. Dù sao, nếu mà tuyết chấn thiên nói đều là thật, như vậy hắn chính là tự tay đem chính mình vốn hẳn nên có cuộc sống tốt đẹp, hủy diệt. Có tin không, tùy ngươi, tuyết chấn thiên nhìn đến trước mặt chật vật không chịu nổi, toàn thân trơn bóng tích nghĩa thiên, vẫn như cũ không có gì tình cảm dao động. Với hắn mà nói, bất quá là nhất giới đề hèn hạng người, không đáng hắn nổi giận nhưng khi tuyết trấn thiên cầm trong tay cái quốc cầm ở trước mặt mình trong tâm vẫn còn có chút sợ không thể không nói các ngươi cái kế hoạch này đáng giá khen tổ tiên đại đức đế bố trí thêm một năm nữa khoảng thời gian liền muốn hủy ở trong tay các ngươi rồi nếu là như vậy ta làm thật là tội nhân thiên cổ nhắc tới đến nơi này tuyết trấn thiên bỗng nhiên là đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu lại bên cạnh đã là một đám linh năng tộc đứng ở bên kia mà tại đám này linh năng tộc phía trước Tiêu Thiên bọn hắn đã là ngồi hàng hàng, trong tay An Dưa đang mặt đầy mong đợi nhìn đến bên này. Trong đó đầu kia Bát Hoàng Hùng yêu còn cầm lấy lưu ảnh linh khí tại mình nhìn tới thời điểm đem lưu ảnh đóng kín. Không có, Tiêu Thiên cao mày có chút không hiểu nhìn đến bên này, lẽ nào cũng không sao cái khác càng mãnh liệt hơn nội dung càng thêm âm hiểm tin tức. Ví dụ như cái này Tích Nghĩa Thiên độc đoán vạn cổ nhìn lần từ cổ chí kim sẽ đối trả một người tên là Tiêu Thiên người vô tội nói đến nơi này tiêu thiên vươn tay ra chỉ chỉ mình ngưng mắt nhìn tiết nghĩa thiên hướng theo tiêu thiên dứt tiếng đối diện tuyết trấn thiên chừng mắt nhìn có chút hoảng hốt người trẻ tuổi này đến cùng đang nói cái gì làm sao ở đối phương trong miệng tiết nghĩa thiên quái lạ thành kinh khủng như vậy tồn tại tay xuống đất tiết nghĩa thiên bản thân liền nằm ở một cái hối tiếc tức giận tâm tình bên trong nghe được tiêu thiên hồ ngôn loạn ngữ càng là cuồng bạo không thôi có chút mất lý trí Ai muốn đối phó ngươi, ngươi rốt cuộc là ai ta đều không rõ, tại sao phải đối phó ngươi? Ngươi có phải hay không có bệnh a? À? Ngồi ở nguyên địa Tiêu Thiên, nghe tích nghĩa Thiên kêu gọi, không nhịn được nhíu chặt chân mày, chẳng lẽ là mình lầm hay sao? Không có đạo lý a, à, hay là nói kỳ thực đây sau lưng có cấp độ càng sâu hắc thủ. Tiêu Thiên nói đến nơi này, bỗng nhiên mở chừng hai mắt, đột nhiên vỗ đùi, chẳng lẽ hết thảy người khởi sướng, trên thực tế là Tuyết thị tông tộc đi. A à, a, không thể nào bên cạnh tuyết phú quý vốn là không có gì có thể nghe thấy tiêu thiên đột nhiên mở miệng nói bị dọa sợ đến hồn phi phách tán vội vã bắt lấy đối phương tuyết thị tông tộc cùng ngươi không thủ không oán tại sao nhằm vào ngươi hà ngươi nhớ ngoại công có thể là đây tuyết thị tông tộc thiếu đế dòng dõi như vậy đều là người mình người mình làm sao sẽ nhằm vào mình người đâu tuyết phú quý gắt gao bắt lấy tiêu thiên cánh tay không ngừng khuyên lơn rất sợ hắn một cái kích động liền hướng phía tuyết thị tông tộc đi qua ngắn ngủi này mấy ngày bên trong hắn đã đầy đủ lý giải trước mặt cái này tốt cháu rể rốt cuộc là khủng bố cỡ nào nhất định chính là hành tẩu tử vong cấm khu nếu là hắn chạy đi tuyết thị tông tộc trời mới biết còn muốn phát sinh cái dạng gì sự tình bất quá liên tính ngươi không có đối với ta nhưng mà cũng đã làm thương tổn ông ngoại ta tuyết phú quý tiêu thiên lúc này đứng dậy đi đến tích nghĩa thiên bên cạnh tổn thương hắn chính là tổn thương ta thương thế của ngươi hại ta bồi thường loại chuyện này nhất định là cần thỏa thuận như vậy từ nay về sau đây hoàn sơn giới tuyết ra mọi thứ tài sản tất cả thuộc về ta cùng ngoại công tất cả tiêu thiên xảy ra bất ngờ mà nói nhưng đất bên trên tích nghĩa thiên sửng sốt một chút sau đó là diễu cợt nếu mà ta không cho ngươi thì sao ngươi cho rằng đây khống chế giới vực thế giới chính là chuyện đơn giản như vậy sao ngươi cho rằng những cái kia phụ thuộc thế lực ký kết khế ước chính là ngươi há mồm một câu nói thế giới toái phiến vùng trời bỗng nhiên nứt ra thiên địa quy tắc hàng lâm tại chỗ có người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong thiên địa pháp độ hóa thành kim ấn hư không đóng ấn kia tích nghĩa thiên thể nội không ngừng có văn tự chảy xuống mà ra cuối cùng là rơi vào tiêu thiên trước mặt lơ lửng kim ấn bên dưới một màn trước mắt hết sức rõ ràng mấy năm nay tích nghĩa thiên đánh liều ra sản những cái kia cùng hắn làm đại biểu tuyết gia ký kết khế ước tại thiên địa quy tắc bên dưới chứng kiến khế ấn rời đi không chỉ như thế hoàn sơn giới tuyết ra khí vận vốn là ngưng tụ tại tiết nghĩa thiên trên thân những này khí vận đại biểu là thế lực kia chi khí vận cùng họ gì không sao hoàn sơn giới cái này tuyết ra chính là tiết nghĩa thiên sáng tạo cũng là hắn chấp trưởng như vậy hắn một cách tự nhiên chính là tuân theo khí vận người nhưng đây tuyết ra khí vận mà lại bị cưỡng ép tức đoạt đi tại tiêu thiên đưa tay chỉ dẫn phía dưới rơi vào tuyết phú quý trên thân mọi thứ trần ai lạc địa thiên địa quy tắc chi lực hóa thành màu vàng tay nhỏ giúp tiêu thiên sửa sang lại vạt áo còn giúp nó gỡ xuống tóc mái được rồi ngươi có thể cút tiêu thiên phất phất tay thiên địa quy tắc chi lực trong nháy mắt biến mất thu nạp trở về vùng trời thế giới toái phiến khép lại được chuyện bồi thường chúng ta giải quyết tiêu thiên vừa nói hướng phía bên cạnh tuyết phú quý giơ ngón tay cái lên ngoại công hoàn sơn giới tuyết gia đã triệt để là chúng ta lạch cạch tuyết phú quý đặt mông từ trên cái băng chợt xuống đến ngã ngồi trên mặt đất cái gì đầu chơi hắn vừa mới nhìn thấy cái gì tiêu thiên một câu nói trực tiếp để cho thiên địa quy tắc pháp độ cưỡng ép đem tích nghĩa thiên trên thân mọi thứ khế ấn lấy tới nhiều năm nỗ lực toi công dã chàng rồi còn nữa vừa mới hắn không nhìn lầm thiên địa quy tắc cư nhiên hóa thành màu vàng tay nhỏ giúp đỡ cháu gái ngoại con dễ sửa sang lại dáng vẻ dáng vẻ nhào nhào đâu gần tại trí thức tuyết chấn thiên đồng dạng kinh hãi muốn chết đích thực là thiên địa quy tắc chi lực hắn cảm thụ rất rõ ràng quy tắc bên trong ẩn chứa lực lượng rất khủng bố cho dù là mình chạm đến chỉ sợ đều có thể bị xóa bỏ đây chính là thiên địa quy tắc a làm sao sẽ cho trước mặt người trẻ tuổi làm chuyện như vậy hơn nữa để cho thiên địa quy tắc có thể cút là cái gì phách lối lên tiếng trừ chỗ đó ra liên quan tới người phạm vào sai lầm thật sự là tội ác tài trời nhất định phải hảo hảo thanh toán nhưng mà ở chỗ này ra, trên thân ngươi vấn đề lớn nhất chính là tư tưởng bên trên mặt vấn đề. Nhìn một chút bản thân ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ bạch nhãn lang, ngươi đời sau tuyết khước chiều còn có tuyết an tường và người khác đều là tính cách cực kỳ đê hèn. Điều này nói rõ tư tưởng của các ngươi, xảy ra vấn đề, nói rõ các ngươi giáo dục rất có vấn đề. Ta thậm chí đã không dám tưởng tượng, toàn bộ Hoàn Sơn giới tuyết gia cương vực, tư tưởng tác phong cùng đạo đức xây dựng đã đạt đến thế nào một cái trình độ hỏng bét tất phải vẫn lấy làm dám ta bên này tính toán đem ngươi hành động triệt để công bố ra rộng rãi truyền thiên hạ để cho dân chúng bình thường đều biết rõ những chuyện ngươi làm xem như một cái phản diện tài liệu giảng dạy nói đến nơi này tiêu thiên hướng phía chu nguyệt hành phương hướng nhìn đến vừa vặn chu ra ra bên kia là đã thu lại không ít hình ảnh đến lúc đó hơi cải tạo chế tạo một hồi liền có thể dùng hắn không mặc quần áo bên cạnh tuyết chấn thiên không nhịn được mở miệng tiêu thiên liếc nhìn đối phương không sao, ngươi mặc rồi, ta mặc, hắn có mặc hay không là hắn mất thể diện, quản chúng ta đánh giấm. Đến đây là hết tập 339 rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem, bắt đầu tập 340 nha. Dựa theo tiêu thiên thuyết pháp, tiết nghĩa thiên hành động này hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái sách giáo khoa tình cảm giạt rào nói cho mọi người, nói cho bọn nhỏ, cái gì gọi là bạch nhãn lang, cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa. Dạng này, phàm là nhắc đến chuyện như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Tích nghĩa thiên cố sự, vẫn lấy làm dám, không muốn làm người như hắn. Đã như thế, Tích nghĩa thiên dùng mình vô sỉ, dùng mình hèn hạ, trở thành một cực kỳ hoàn mỹ phản diện tài liệu giảng dạy. Ngoại công, ngươi cũng có thể lợi dụng mình thương hội thương lộ, đem loại chuyện này rộng rãi vì truyền đạt không chỉ đưa đến giáo dục tác dụng, hơn nữa còn có thể cho mọi người nhắc nhở, đề phòng loại này cùng dấu võ cấu kết sự tình, xảy ra lần nữa. Cứ như vậy, thân là cảnh tỉnh thế nhân phản diện ví dụ, ngươi cũng coi là công đức vô lượng a Tiêu thiên nhìn đến trước mặt sắc mặt trở nên trắng, đôi môi run rẩy tiết nghĩa thiên, khoát tay một cái, không cần cảm tạ ta, đây đều là phải làm. Cả đám các loại, nghe tiêu thiên mà nói, đều là chân mày điên cuồng lai động. Không cần cảm tạ, ngươi cử chỉ này quả thực so sánh trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn cái gì gọi là không cần cảm tạ mấy năm nay đến nay tuyết nghĩa thiên dùng cái này tuyết nghĩa thiên danh hiệu cũng đã là lang bạt một ít danh tiếng đến hắn ban đầu sẽ phản bội tuyết chấn thiên cũng là bởi vì nô bộc cái thân phận này nói rõ đối phương mười phần sĩ diện hảo quan tâm những thứ này kết quả ngươi thì sao lại muốn đem hoàn toàn xé rách để cho để tiếng xấu mua đời nhìn một chút lời của ngươi nói, cư nhiên là phải dùng hắn đến giáo dục dân chúng bình thường, còn phải để cho tài thần ra thương hội, đem loại chuyện này truyền ra ngoài. Chu Nguyệt Hành gãi đầu, tiêu thiên hài tử này thật là quá độc ác a. À. Hắn có biết mình tuyết lão ca thương hội, kỳ thực giải rác phạm vi rất rộng rãi, dấu chân đều đã lan ra mười giới chi địa, hơn ngàn giới vực thế giới. Nếu là thật để cho hắn trễ như vậy, tuyết nghĩa thiên thật là là nổi danh. Không được, ngươi không thể làm như thế, ngươi không được. Tiết Nghĩa Thiên thần sắc hoảng loạn, vội vã vọt tới tiêu thiên trước mặt nắm lấy chân của hắn. Ngươi giết ta đi, đừng. Không được, ngươi làm sao có thể chết đây? Tiêu thiên bỗng nhiên động thủ, rắc rắc. Cơ hồ trong nháy mắt, Tiết Nghĩa Thiên chính là tứ chi vặn vẹo, đau hắn sống không bằng chết ngã xuống đất. Phân ngân thác cố thủ. đã như thế, Tiết Nghĩa Thiên coi như là muốn tự sát cũng không có cách nào làm được. Giống như vừa mới tiêu thiên trực tiếp đâm thủng đối phương đan điền, thác loạn nó kinh mạch, linh khí đều không cách nào điều động dựa hết vào đơn giản ngôn luận còn chưa đủ để lấy chứng minh chúng ta nói sự tình thật hay giả, hơn nữa cảnh tỉnh mọi người cường độ còn chưa đủ. Được tự mình bắt lấy ngươi đi dạo phố, dạo này mới là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết, cũng là ngươi có thể trục tội, hoàn lại tội nghiệp phương thức. Chết, chỉ là hay nhát trốn tránh phương thức, ngươi cần dũng cảm một chút, đối mặt tội ác của mình. Ta biết ngươi rất cảm tạ ta, không cần nói ra đến, để ở trong lòng. Tiêu Thiên nói đến chỗ này địa phương, nắm quyền đấm đấm lồng ngực, đưa tay chỉ Tiết Nghĩa Thiên, cho đối phương một cái khích lệ biểu tình. A a a, té xuống đất Tiết Nghĩa Thiên, thê lương giống lên đến, xóa đầu tóc bạc trắng, hận không được đem nam nhân trước mặt ăn tươi nuốt sống. Súc sinh, trước mặt cái gia hỏa này quả thực là không phải là người. Vì sao không giết hắn, tại sao phải đối với hắn như vậy? Phần gân thác cốt thủ hành hạ Tiết Nghĩa Thiên thân thể, mà Tiêu Thiên sẽ đối hắn việc làm, đối tinh thần lại là đã tạo thành khủng lồ hành hạ hai tầng hành hạ để cho tích nghĩa thiên trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng nước mắt nước mũi mặt đầy đều là dừng lại này bên trong mà hướng phía tư thiên gầm to lại không có tế ở tại chuyện tuyết trấn thiên đứng tại bên trên nhìn trên mặt đất tích nghĩa thiên không lộ vẻ gì hắn sẽ không đồng tình tiểu tiêu tại đây cũng không phải cái gì ở lâu địa phương bực bội hoảng không bằng chúng ta trước tiên về tuyết gia vực lại nói bên kia tuyết phú quý đi đến tư thiên bên cạnh dò hỏi tiêu thiên khoanh tay gật đầu một cái cũng tốt sau đó tiêu thiên trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một cái cái cuốc chính là ban đầu đại đức đế tổ tiên động thiên chịu lực chi vật mập mạp động thiên chi linh lơ lửng mà ra đi tới tiêu thiên trước mặt xoa xoa hai tay vĩ đại tiêu thiên vị ngài có gì phân phó sao đem các loại linh năng tộc đều thu vào đi dẫn bọn hắn đoạn đường tiêu thiên nói đến nơi này nhìn về phía bên cạnh linh năng tộc thời điểm cặp mắt sáng lên đợi ở bên kia linh năng tộc nhóm nhìn tiêu thiên nhìn về phía vẻ mặt của bọn họ đều là toàn thân run nhẹ từ vừa mới biểu hiện đến xem, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái ác ma. -a. Nhưng trước mắt bọn hắn cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng cùng năng lực, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo tiêu thiên an bài. Sau đó bọn hắn sẽ nghe đón cái dạng gì vận mệnh, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tổ địa động thiên bên cạnh tuyết chấn thiên nhìn một màn này chậm rãi mở miệng nhắc tới, ta bên này cũng có một cái. mới một cái ngoại công tại đây đều có năm cái rồi. Tiêu thiên bĩu môi, ngươi đây cũng không cảm thấy ngại nói. Tuyết Trấn Thiên mười phần giật mình nhìn về phía Tuyết Phu Quý, năm cái. Xảy ra chuyện gì? Hắn luôn cảm giác mình không phải là bị đóng 500 năm mà là bị đóng ngũ bách vạn năm a. À. Vì sao cảm giác vừa ra tới, cả thế giới đều giống như thay đổi, thật xa lạ a. À. Điều kỳ quái nhất chính là trước mặt người trẻ tuổi này, thực lực sâu không lường được, đối với thiên địa quy tắc hô tới quát lùi. Bây giờ trẻ tuổi hậu bối đã biến thái đến trình độ này sao? cũng là ôm lấy quỷ dị như vậy tâm tình, mọi người một nhóm là ly khai cái này giới vực thế giới. Áp giải tích nghĩa thiên, tuyết khước chiều, huyết quân và một đám hướng phía tuyết gia vực phương hướng tới gần. Lần nữa trở về tuyết gia vực. Bên trên tuyết gia đỉnh núi đã là có không ít tuyết gia đệ tử nghe tin mà động chạy tới qua đây. Nhưng khi bọn hắn vừa qua đến, chính là hoảng sợ nhìn thấy vận vẹo tuyết gia lão tổ còn có tuyết khước chiều và người khác bị bắt cầm. ầm, nhìn rõ ràng những người này tuyết chấn thiên thể nội uy áp âm ầm, ầm bung ra hướng phía đối phương nghiền ép đi qua uy thế như vậy tuyết phú quý bọn hắn không cảm thấy có vấn đề gì ngược lại thì trước mặt những này tuyết gia đệ tử cái gọi là tuyết gia lão tổ huyết mạch rối rít là quỳ trên đất toàn thân tràn đầy máu tươi phanh 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 sau một khắc bọn hắn rối rít là tâm mạch đứt đoạn chết tại tại chỗ ngươi khi dễ hại chết ta dòng dõi ta diệt ngươi đời sau một thủ trả một thủ rất hợp lý Tuyết Trấn Thiên mắt liếc bên cạnh tích Nghĩa Thiên, chậm rãi lên tiếng. Nhìn qua, tựa hồ rất tàn nhẫn, rất vô tình. Nhưng mà, mấy năm nay bởi vì hắn chết đi cái gọi là dòng thứ, lại có ai đến đòi trở về công đạo đây? Những cái kia thanh én Tuyết Trấn Thiên dòng dõi vô tội mẫu thân, lại có ai báo thủ cho bọn họ tuyết hận? Tuyết Trấn Thiên liếc nhìn Tuyết Phú Quý và người khác, những này còn sống sót dòng dõi. Hắn đi qua, không có cách nào làm gì sao hôm nay thay mình hài tử cho hả giận vẫn có thể làm được đoàn người mặc kệ cái này máu tanh cảnh tượng đến tuyết ra đỉnh núi bản thân là tuyết khước chiều nhà ở nó ở tại nơi ở tại đây đỉnh núi bên cạnh vách núi nhìn ra xa xa phong cảnh cực đẹp mà giờ khác này mà lại bị bọn hắn cưỡng ép chiếm dùng đây tuyệt mỹ cảnh sắc bên cạnh vách núi tuyết phú quý vung tay lên chính là bàn ghế đầy đủ đủ loại mỹ vị hiện ra ở tại trên bàn nhìn tuyết chấn thiên nhìn về ánh mắt kỳ quái tuyết phú quý vui cười nói đi qua tại đây tuyết ra, qua thảm chút cho nên tại gia liền muốn học được hảo hảo đãi mình một chút không thì cũng quá khó qua lời này nghe tuyết chấn thiên có chút lòng chua xót đối phương đến cùng cũng là con của mình thân là tuyết thị tông tộc thiếu đế chi tử cư nhiên tuyết chấn thiên nhìn về phía kia thống khổ tuyết nghĩa thiên trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ giận dữ tuyết gia vực trung tâm đỉnh núi đây ngắm cảnh bên cạnh vách núi, bàn ghế dọn xong, rượu và thức ăn bị bên trên. Phía trước biển mây tại trận pháp linh khí dập dần bên dưới, tản ra hướng về hai bên, để cho đây thật tốt phong quang đập vào mắt đáy. Tiêu thiên bọn hắn ngồi vào địa phương, ấm áp như xuân, nhưng càng xa xăm chính là bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mông, phong quang cực dài. Tiết nghĩa thiên còn đang bị phân gân thác cốt thủ đau đớn hành hạ, hơn nữa đang nghe được tiêu thiên cùng xung quanh phú quý, chu nguyệt hành bọn hắn bàn tán thế nào lợi dụng lưu ảnh linh khí vì mình chế tạo riêng một bộ dạy người hướng thiện tài liệu giảng dạy hắn liền vô cùng thống khổ nghĩ đến mình sau này muốn để tiếng xấu muôn đời thậm chí trở thành trong miệng người khác trò cười thậm chí muốn tại mình đã từng chấp trưởng cương vực diễu phố thị chúng để cho người thưởng thức diễu cợt hắn liền muốn tan vỡ nhưng càng làm cho hắn cảm thấy tan vỡ một chút chính là thực lực bản thân không tầm thường linh hồn bền bỉ căn bản tan vỡ không a à. Tuyết nghĩa thiên ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng. Đặc biệt là tại từ tuyết chấn thiên trong miệng sau khi biết chân tướng. Nội tâm của hắn không cầm được tuôn trào hối tiếc, thống hận mình ban đầu vì sao bị ma quỷ ám ảnh. Về phần bên cạnh tuyết khước triều cùng huyết quân đã hoàn toàn là sinh không thể yêu bộ dáng. Hư không chiến trường vẫn là trạng thái đóng chặt. Dựa theo ghi chép, cho dù là hoàng đình nhất hoàng tứ đế bên trong sống được lâu nhất đại đức đế tổ tiên cũng không biết chiến trường lai lịch có thể hư không chiến trường đột nhiên mở ra chúng ta mới biết cái kia thế giới bức tường ngăn cản một đầu khác lấy tên là dấu võ hỗn độn vũ trụ đại quân tùy ý xâm lược qua đây phe địch vẫn luôn cự tuyệt câu thông chỉ biết là cùng chúng ta chém giết tựa hồ là lo lắng chúng ta bên này biết rõ cái gì tình báo bất quá theo chúng ta biết hư không chiến trường chính là tương tự với một cái đặc biệt giới đóng sẽ giới hạn đối phương ra vào thực lực cường độ tỷ như cỡ nhỏ hư không chiến trường, bất quá có thể dung nạp 20 bậc đạo cảnh cường giả ra vào, mà cỡ trung hư không chiến trường liền có thể để cho 23 giai đạo giới cảnh xuất nhập. Tuyết Trấn Thiên là vừa ăn vừa nói, mấy năm nay bị phong khốn giam giữ, miệng chính là thèm ăn vô cùng. Nhưng khi đó nhạc phụ của ta là tại hư không chiến trường tấn thăng 21 giai đạo quân, tại sao có thể ra vào? Bên cạnh, Tiêu Thiên hỏi chiến trường đột phá không tính có thể không xuất có thể tiến tới đã cho nên thường xuyên sẽ cố ý để cho người đi hư không chiến trường đột phá trở thành lẫn nhau công phạt lá bài tẩy tuyết Trấn thiên tiếp tục giải thích sau đó lấy ra thanh kia cái quốc đặt vào trên bàn mà bọn hắn giam giữ ta cướp đoạt huyết mạch của ta chính là hy vọng mượn tổ tiên lưu lại cái này cái quốc phá hư mấy cái cỡ lớn hư không chiến trường bố trí tại đại hình hư không chiến trường tổ tiên bố trí đạo giới giới hạn đó là một phiến đại dương rừng rậm quân địch căn bản không có đi ngang đại dương bởi vì nơi đó tổ tiên trồng trọt linh thực sẽ đem bọn hắn quăng vào trong nước giống như chết chìm cho nên mấy cái cỡ lớn hư không chiến trường căn bản cũng không cần bố trí cái gì quá nhiều băng lãnh chỉ cần lưu chút người tọa chấn nhìn đến tổ tiên đại dương rừng rậm là được rồi bất quá huyết mạch của ta giác tỉnh cực kỳ tiếp cận tổ tiên bọn hắn trong bóng tối mưu đồ câu kết cái này bạch nhãn lang muốn dùng của ta huyết mạch rót vào đến cái này cái quốc bên trong đào móc đại dương kia rừng rậm trận pháp hạch tâm thao gỡ đạo giới giới hạn đã như thế chúng ta tàng linh tại những này đại hình hư không chiến trường liền cần bố trí không ít binh lực nhưng rất đáng tiếc huyết mạch của ta quá mạnh mẽ bọn hắn cứ đoạt tốc độ quá chậm liền muốn rồi một cái biện pháp cướp đoạt máu tươi của ta tìm nữ tử thay ngén ta đời sau chọn trong đó huyết mạch mạnh mẽ đến nói đến nơi này tuyết trấn thiên cũng là thở dài thân sắc phức tạp nhìn đến tuyết phú quý bọn hắn Đừng nói tuyết chấn thiên, liên tuyết phú quý bọn hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là trước mắt nhỏ nhất đồng lứa tuyết phú quý, tuyết lang bắc, bọn hắn nhìn về phía kia bốn cái trong nhận biết là trưởng bối, trên thực tế là huynh trưởng bốn người, giống như mấy đời. Bốn người kia, ở trong tộc ghi chép, đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Tuyết cao dương, lúc ấy khiến người xưng danh đúng là lấy dòng thứ thân phận, đảm đương gia chủ. Từ bộ dáng nhìn lên, chính là ôn văn nho nhã, bị nhốt nhiều năm như vậy, vẫn như cũ khí chất xuất chúng hơn nữa năng lực thập phần cường đại tuyết gia chính là ở trong tay của hắn triệt để tăng cường hơn nữa khống chế một phương thượng vị giới vực thế giới chỉ tiếc kể từ bây giờ chân tướng đến xem chẳng qua chỉ là tiết nghĩa thiên lợi dụng hắn ngưng tụ tuyết gia khí vận mà thôi tuyết kiến đức xem như tuyết gia khai cương thác thổ chiến thần hôm nay tuyết gia nắm trong tay bảy thành giới vực thế giới đều là bị hắn lấy xuống đối ngoại kết quả tự nhiên cũng là chết trận xa trường Tuyết Tuấn Anh cùng Tuyết Anh Nghị là cùng một thời đại huynh đệ, một cái tự ý luyện đan, một cái tự ý luyện khí. Cũng chính bởi vì đây hai huynh đệ tồn tại, làm cho cả Tuyết gia tài nghệ tăng vọt một cấp bậc. Đồng thời, cũng là để lại một trang nổi bật. So với Tuyết Cao Dương cùng Tuyết Kiến Đức chết trận, hai người bọn họ huynh đệ tử vong phương thức có vẻ hơi tức cười. Chúng ta là bị nổ chết, từ Tuyết Phú Quý trong miệng, biết rõ trong tộc liên quan tới bọn hắn tử vong ghi chép, hai người khóe miệng đều là hơi co quắp bọn hắn một cái là luyện khí đại sư, một cái là luyện đan đại sư. làm sao lại là tại luyện khí thời điểm nổ lò, luyện đan thời điểm tạc nòng bị giống như nổ chết. tóm lại sự tiến triển của tình hình chính là kỳ diệu như vậy. trong nháy mắt tuyết phú quý tìm được nguyên bản chết thập đệ còn nhiều hơn mấy cái huynh đệ. chỉ là những huynh đệ này đều là khi còn bé nghe lớn lên truyền kỳ. trước mắt một lần lọt vào quỷ dị trầm mặc bầu không khí trong đó. thật lâu sau đó tuyết trấn thiên mở miệng lần nữa tại đây hoàn sơn giới ta sẽ đợi một đoạn thời gian ngắn giúp đỡ các ngươi triệt để thu nạp bạch nhãn lang này ra nghiệp về sau sẽ rời đi ta cần trở về một chuyến tuyết thị tông tộc tìm ra chân tướng thật xin lỗi rõ ràng thân là phụ thân của các ngươi không có cách nào cho các ngươi làm chút gì quay đầu lại còn muốn rời khỏi các ngươi đi làm chuyện của mình mười phần ích kỷ tuyết trấn thiên mà nói chính là để cho tuyết phú quý khẽ gật đầu một cái xin đừng nói như vậy nói về đến tốt cười chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, có thể biết rõ có ngài dạng này một vị phụ thân, ít nhất ta là rất cao hứng. Nói đến nơi này, tuyết phú quý mắt liếc bên cạnh trên mặt đất tuyết khước chiều, trong con người hiện ra một tia vẻ độc ác, tối thiểu, ta phụ thân không phải loại này bẩn thỉu hạng người. Tuyết lăng bắc ở bên cạnh, gật đầu không ngừng, ta cũng như nhau. Tuyết thị tông tộc thiếu đế chi danh, ta chấp trưởng hoàn sơn giới tuyết gia gia chủ chi vị, cũng đã nghe nói qua, đều chưa từng nghĩ tới sẽ là ta phụ thân đi tuyết cao dương cũng là thần sắc ôn hòa mở miệng cười chân tướng đương nhiên quan trọng hơn nữa ta cũng biết chiếu cố một chút những huynh đệ tỷ muội này nói đến nơi này tuyết cao dương dừng một chút nhìn về phía tiêu thiên bất quá có tiểu đệ cháu gái này con dễ ở đây chúng ta tựa hồ là bị chiếu cố một phương a à? tuyết cao dương mà nói nhắm chúng những người khác cũng rối rít bật cười suy nghĩ cẩn thận cũng là đạo lý này dù sao bọn hắn đây thiếu đế phụ thân đều là bị tiêu thiên cứu ra à? nực cười qua sau đó tuyết lăng bắc ngược lại cảm thấy kỳ quái tuyết thị tông tộc chân tướng lại là cái gì tuyết thị tông tộc tương ứng là có người muốn hại chúng ta vị này phụ thân tuyết phú quý nhìn đến thập đệ giải thích một chút tuyết lăng bắc không hiểu vì sao khẳng định như vậy tuyết thị tông tộc thì nhất định là có người hại phụ thân bên cạnh uống trà tiêu thiên nhìn tuyết lăng bắc ngẩn ra bộ dáng ngươi thật đần a danh tiếng a đến đây là hết tập 340 rồi nha cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha